Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Các bạn hãy nhấn subscribe, đăng ký kênh theo dõi để ủng hộ cho admin nha các bạn. Và không để các bạn phải chờ lâu nữa, xin mời các bạn đến với bản tin mới trong ngày. Thấy vật thể lạ trồi lên khỏi mặt đất như quái vật, cô gái cả gan tiến lại gần xem rồi tròn xoe mắt với cảnh tượng trước mắt. Năm 2017, một nữ du khách đã có trải nghiệm nhớ đời tại vùng đất Madikeri thuộc huyện Corgi, Ấn Độ. Cô đã kể lại chi tiết khám phá bất ngờ của mình trên trang blog Indian Wandering, khiến cho nhiều người cũng thấy thú vị. Cụ thể, buổi sáng hôm đó sau khi thức dậy và tận hưởng không khí trong lành ở một nơi xa, cô nàng đã quyết định đi dạo trong khu vườn ở phía sau khách sạn. Cô kể, người chủ khách sạn mà chúng tôi dừng chân là một người dễ tính, vui vẻ và rất hiếu khách. Ông ấy kinh doanh khách sạn và có cả một mảnh vườn phía sau khách sạn vô cùng đặc biệt. Gọi là mảnh vườn, nhưng với tôi nó giống như một đồn điền bạt ngàn những cây cà phê và những khóm tiêu xanh tốt. Được sự đồng ý của chủ khách sạn, chúng tôi đã đi dạo trong khu vườn. Khi vừa bước chân vào khu đồn điền đó, tôi cảm nhận được ngay cái mùi nồng cay của hạt tiêu xen lẫn hương thơm nhẹ nhẹ của cà phê. Nhưng cuộc dạo chơi này đã khiến cho cô nàng được phèn thót tim khi nhìn thấy những vật thể lạ trông như thể quái vật trồi lên từ mặt đất. Chúng đập vào mắt tôi khi tôi đang đi sâu vào trong khu vườn. Thế nhưng, đám sình trước mặt cùng với lời cảnh báo có rất nhiều rắn sống trong rừng khiến tôi chỉ dám đứng đằng xa quan sát. Những ủ đất cao và thon đó có gì đó rất lạ, bề mặt nó lỗ chỗ như tổ ong sần sùi, nhưng trong kết cấu khá vững chắc và đồng đều với nhau. Tôi đã không chiến thắng nổi cám dỗ và sự tò mò. Mạnh dạn tiến lại gần, tôi ngỡ ngàng nhận ra chẳng phải tổ ong, không phải tổ rắn, cũng chẳng phải vật thể lạ gì hết, mà đó là tổ kiến. Dưới ống kính camera của tôi, đàn kiến vội vã, con chạy ra, con chạy vào như bị đánh động. Đúng là trong thế giới động vật, kiến là bậc thầy kiến trúc sư. Những thiết kế nhà ở của loài kiến đã khiến ngay cả loài người cũng phải thán phục. Bên cạnh đó, loài kiến vẫn luôn được coi là biểu tượng của tinh thần đoàn kết. Chúng có thể cùng nhau xây dựng những công trình đáng kinh ngạc như tổ kiến khổng lồ dưới lòng đất mà không cần tới bất kỳ kế hoạch hay sự chỉ huy dẫn dắt nào cả. Thậm chí, chúng còn có thể sử dụng thân mình để tạo nên một cây cầu sống nhằm mục đích rút ngắn khoảng cách tìm kiếm thức ăn cho rồng lại. Tinh thần đoàn kết ấy không những giúp loài kiến luôn có nguồn dự trữ thức ăn dồi dào trong tổ mà còn có thể chống lại những con vật to khỏe hơn chúng. Thấy con vật dáng hình kỳ quái kiệt sức lang thang trong rừng, nhân viên cứu hộ mang về cứu chữa mới chứng kiến màn lột xác ngoạn mục. Đầu tháng 9 năm 2015, cô Su Dowling đang đi bộ dọc theo con đường mòn Centenary tại khu bảo tồn Mulligan Flats Woodland Sanctuary Úc thì phát hiện ra một con vật với dáng vẻ to lớn nhưng đang chậm chạp và vô cùng quái dị đi lang thang trong rừng. Cô tiến lại gần xem xét kỹ và rồi nhận ra đó là một con cừu. Su đã nhanh chóng hiểu rằng con vật này đang cần sự giúp đỡ. Móng chân của con vật đã bị hỏng hoàn toàn và hai đôi chân của nó phải gánh thêm khoảng 40kg lông khiến nó di chuyển chậm chạp và dường như sắp kiệt sức. Con vật chỉ có thể ăn cỏ ở quanh quẩn khu đó. Su đã liên lạc với cơ quan bảo vệ động vật, Hiệp hội Hoàng gia chuyên ngăn chặn hành vi đối xử tàn nhẫn với động vật để được giúp đỡ. Ngày 2 tháng 9 năm 2015, các nhân viên của RSPCA đã đưa con cừu này về cứu chữa và đặt tên cho nó là Trish. Bà Tammy Vendantri, giám đốc điều hành cơ quan bảo vệ động vật, khi đó cho biết rằng đây thực sự là một trong những con cừu to nhất mà chúng tôi từng nhìn thấy. Nó có kích thước lớn gấp 4-5 lần một con cừu bình thường. Con cừu này cần được sáng lông để kiểm tra xem liệu nó có bị nhiễm bệnh gây nguy hiểm đến tính mạng hay không. Ông Ian Elkins, nhà vô địch sáng lông cừu người Úc đã liên hệ với chúng tôi, đề nghị giúp đỡ sáng lông con cừu. Bộ lông dày khiến cho Trish phải sống trong nguy hiểm vì nó có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng thoát khỏi kẻ săn mồi và có thể gây nhiễm trùng da. Nhân viên của RSPCA nói rằng có một số trường hợp cừu bị lạc khỏi đàn và sống trong rừng.
Nhưng trường hợp này thậm chí còn tệ hơn khi con cừu không thể nhìn thấy đường vì lông quá dày. Người ta ước tính có thể Trish đã lạc đàn khoảng 5-6 năm và sống bơ vơ như vậy cho đến khi được phát hiện. Ngày 3 tháng 9 năm đó, ông Mayan Elkins đã cẩn thận dùng thuốc an thần cho Trish và mất 42 phút để loại bỏ bộ lông cừu dày 45cm và nặng gần 40kg. Sách kỷ lục Guinness Thế giới sau đó đã xác nhận số lượng lông kỷ lục được cắt ra từ cơ thể của Trish. Cũng trong thời gian đó, Trish trở nên nổi tiếng là con cừu dài nhất trên thế giới. Sau khi được cắt bỏ bộ lông, Trish như được lột xác với vẻ ngoài thon gọn hơn hẳn. Con vật được giữ lại tại khu bảo tồn Little Earth Sanctuary để các nhân viên chăm sóc. Tuy nhiên vào ngày 22 tây tháng 10 năm 2019, Trish đã trút hơi thở cuối cùng vì tuổi già. Không ai biết chính xác số tuổi của Trish, nhưng nhân viên khu bảo tồn dự đoán con vật khoảng 10 tuổi. Kate Cluck, người đồng sáng lập Little Earth Sanctuary cho biết, Trish là một thành viên được yêu thích ở khu bảo tồn và luôn là một trong những con vật đầu tiên xuất hiện trong mỗi bữa ăn tập thể. Ngày hôm đó, các nhân viên không thấy Trish đến ăn sáng nên đi tìm và phát hiện con vật đã chết. Luke nói rằng Trish đã thực sự hạnh phúc và khỏe mạnh trong thời gian gần đây. Cái chết của anh bạn ấy là điều bất ngờ với chúng tôi.